mới vui vẻ. Cô Nghĩ bắt tay. Rồi cây số 1 chứ anh quay vòng vòng cho anh em coi trước đi. Ok, số 1 là một cây mai vàng để nơm. Cây đế đều bốn mặt hết. Rồi anh đo cái hoành eo đi anh đo. Hoành eo bao nhiêu anh? Hoành eo 21. Hoành eo 21. Rồi, cái đế sổ nhiêu? Đế sổ. Đế sổ 30. Đế sổ 30. Rồi chiều cao. Chiều cao của cây nó là 63. Cây 63. Rồi cái hoành đế luôn, hoành bầu đế. Ở dưới là đồi dưới. Tổng nồi đế là 110. Rồi tổng nồi đế đo tại dưới đó là 110. Rồi anh quay vòng 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 này. Rồi cây nó có cái chỗ này nè ha, cái chỗ này trước người ta cắt mà bây giờ nó lành rồi, nó liền hết trơn rồi. Rồi để cho quay rõ cho mấy anh chị coi. Rồi cây số 1 này em giao lưu với giá là 3,5 triệu, bao ship toàn quốc. Rồi qua cây số 2 đây anh. Bưng này không? Xuống bưng xuống đi thấy cái cây đó lên anh đọc. Số 2 là một cây mai vàng dáng thú ha. Trong đi anh Giang. Rồi đo đi anh. Rồi. Đo cái đi cổ, cờ cổ dưới đó. Ừ. Bao nhiêu? Hoành em của nó là 27. Rồi, rồi hoành eo đo tại dưới là 27. Đổ sổ lên 22. Rồi, anh đo chiều cao rồi. Chiều cao 60. Cao 60 với đường kính bầu á, đo từ cái chân trước ra chân sau á. À. Cái đường kính bầu là 37. Rồi quay một vòng đi. Chị cao 60. Cao nãy đo rồi, quay quay vòng vòng. Rồi. Được rồi. Nè, cây nó có cái chỗ này nè. Ha, cái mặt cắt nè, nhưng mà nó liền hết trơn rồi, nó không có một gì trơn nha. Cây này mã số 2 là giao lưu với giá là 2,2 triệu. Rồi tiếp tục lên cây số 3 ha, quay một vòng lên toàn. Cây số 3 là một cây tứ quý. Cây chi cành đều ha, bốn mặt hết.
cây cái thằng cái gốc nó lên nó xoắn nó lắc nhìn rất là duyên. Đế cũng khá luôn. Rồi đo thông số đi anh Toàn ơi. Cây đo tại vị trí đó là 29 ha. Rồi đo cái đường kính cái hoành bầu anh. Hoành bầu với cái cùng băng keo luôn á. Kính hoành bầu băng keo. Hoành cái hoành á, đo cái hoành. Hoành ôm nguyên cái hoành luôn á. Ừ. Trăm mười ba. Rồi cái hoành đế là 113 chiều cao. Chiều cao của em đó là 125. Chiều cao là 125. Rồi quay một vòng cho anh chị coi nữa cái anh Toàn. Cây này là chi cành đều hết, không có lỗi lầm gì hết á anh chị. Rồi cây mã số 3 này là giao lưu là giá 3 triệu rưỡi. Rồi anh ơi. Rồi tiếp tục giao lưu cây mã số 4 là một cây tứ quý ha. Cây tứ quý này là đế gắt ở ngoài rất là khủng. Cây là dạng búp măng, lùng lực ha, bonsai nè, bonsai cỡ lớn nha anh chị. Để quay vòng coi. Đế nè. Cây nó có một cái thẹo ở đây nè, nhưng mà nó lâu lắm rồi, lành rồi. Ngoài ra là không có lỗi lầm gì ha. Rồi đo cái toàn. Quần em nó là 47. Rồi quần em đo tại vị trí đó là 47. Đế sổ coi. Sổ từ trên mặt tới xuống rễ là 40. Đế sổ 40. Rồi chiều cao. Chiều cao tới mặt bầu. À. Chiều cao một bầu là 63. Chiều cao là 63. Cây đo cái bầu hơn cái hoành nữa nhiêu. Nôm nơ thử đi. Hào hào thử đi. Tổng nồi đế khoảng 200 á. Rồi tổng nồi đế chắc khoảng 200, trên 200 á. Rồi anh đo cái hoành cái đọt cái giót ngọn coi. Cái hoành á. 19. Rồi cái hoành của cái này là 19 nè ha. Lực khủng lắm, đo cái này coi. Rồi cái hoành đọc dấu ngọn là 16. Rồi để quay cho chị coi cái đó ha. Rồi cái cây mã số 4 này là giao lưu với anh chị là giá 25 triệu, bao ship là 200 km. Cây này là đi bằng xe tải nha, chứ gửi bưu điện là nó không có nhận đâu. Rồi còn ví dụ anh chị nào mà trên 200 km thì mình thương lượng thêm. Rồi tiếp tục là một cây mã số 5. Cây mã số 5 là cây tứ quý ha. Cây tứ quý này là một cốt giót ngọn, chi cành đều hết nha anh chị.
quay một vòng nha. Okay, nhìn viên dữ lắm. Rồi vô đo thông số đi anh Tài. Rồi thông số. Rồi đo tại cái vị trí đó là nhiêu? Thang máy của em là 46. 46 rồi đo xích lên nhìn nhiêu? Cái chỗ nở. Cái này hơi khó chịu anh em, lên chỗ nở thì nó hơi bự ha, 49. Rồi đo vị trí đó là 49. Rồi đo chiều cao anh. Chiều cao là 121. Cái đường kính bầu. Đường kính đo ngang được rồi. Cái hoành bầu à. 126. Hoành cái đế chỗ đó là 126, còn cái đường kính ngang thôi. Đường kính mà nghe bầu là 55. Rồi. Để quay càng lại cho mấy anh chị coi ha. Cái này chỗ cái hoành chỗ cái nhánh này là 13. Đo cái thoát thăng lên. Thóc thằng cành 1 nó là 32 ha. Cây này không có thẹo dít gì ha. Tay cành đều hết. Rồi cây này giao lưu với anh chị là giá là 22 triệu. Cây này bao ship toàn quốc ha. Rồi tiếp tục cái cây mã số 6 lên với giao lưu với anh chị là một cây tứ quý ha. Cây tứ quý lùng lực bút măng này là dặn khủng rồi. Nhìn cái đế nè. Bàn tay không giáp gì ha. Nhìn giống như là ngồi chéo ngoải vậy. Cứ quay một vòng rồi. Rồi vô đo thông số cái anh Tòa. Quỳnh em của em nó là 55. Rồi quỳnh em đo tại vị trí là 55. Chiều cao của em nó là 100. Chiều cao 100. Quỳnh là quỳnh là quỳnh đấy. Thảo là có hoành đế là có khoảng 160-170 đó, hết thước dây đó. Hoành đế khoảng 170. Đường kính bầu 70. Đường kính bầu là 70. Cây lực khiếp. Cây này không có sẹo dít gì hết ha. Lại đưa cái tay vô coi anh Toàn. Cây lực dữ lắm. Rồi
Cây này giao lưu với anh chị là giá là 45 triệu. Cây này là bao ship là 200 km. Anh chị nào mà ở xa hơn 200 km thì mình thương lượng ha. Rồi tiếp tục lên cây số 7 giao lưu anh chị là một cây tứ quý ha. Cây dáng trực, gót ngọn, một cốt, đế nơm, đế sổ luôn. Quay một vòng ha, cho anh chị coi. Cây chi cành nó bổ cũng đều hết ha. Đấy cũng khá luôn. Rồi vô đo thông số luôn anh Tòi. Rồi cái hoành eo đo tại vị trí đó là 41. Chiều cao anh. Chiều cao là đọc 125. Tới giờ đó hả? Từ ngọn tới gốc á. Rồi chiều cao là 125. Anh đo cái đế sổ coi. Sổ phải không? Ừ. 42 đế sổ. Rồi đế sổ là 42. Hoành đế. Hoành đế là 160. Hoành đế là 160. Cái đường kính bầu bao nhiêu anh? Kính bầu 70. Đường kính bầu là 70. Cây này chi cành đều hết ha, nó không có đèo dít gì hết. Chơi là lấy mặt này nè. Mặt nãy thì nó hơi lép đế xíu. Rồi cây mã số 7 này giao lưu với anh chị giá là 19 triệu. Bao ship 200 km. Rồi giao lưu với anh chị một cái cây mai tàn mai dạo diên ha. Cây này là thành phẩm rồi, cây này hôm nay là cũng mấy năm rồi, 3 năm rồi. Đất lụng là đặc sản ha. Bây giờ để em đo thông số như vậy ha. Cây này là ở cái quần eo đo tại đây á là 40 ha. Tán ngang chắc cỡ khoảng 1m7. Khoảng 2 mét. Quay vòng vòng thôi. Cây này lúc nào cũng đặt hết ra. Mặt hoa của nó là từ 8 tới 10 cánh. Bông đẹp.
Rồi cây này thì em giao lưu với anh chị là 16 triệu bao ship 200 km. Rồi tiếp tục cây mã số 8 giao lưu với anh chị là một cây mai tứ quý ha. Cây này thì đế nó đặc sệt luôn. Cây này cưa lùn dạng búp măng à, coi cái dàn đế nè, nhấc tay không có lọt luôn. Bốn mặt hết ha. Cây này nó có cái chỗ này nè, là hồi trước chủ nhà nó người ta cắt nó kiểu như nó khô rồi, nó liền rồi. Thứ hai là cái mặt cắt chỗ này. Ngoài ra thì nó không có thẹo dứt gì nữa ha. Cây nó mạnh, mới cắt bữa hổm mà giờ này nó kéo nhựa vô đo thông số cái an toàn. Rồi quỳnh em của em nó là 39. Rồi quỳnh eo cái là 39. Chiều cao. Chiều cao 65. Chiều cao là 65. Sổ bao nhiêu? Tổng nồi đế là 160 đi, hết chi thước. Rồi cái nồi đế là 160, sổ bao nhiêu? Cái đường 64. Rồi cái đường kính bầu là 64. Sổ đế, sổ đế, sổ 32. Ngoài mặt băng keo, mặt băng keo á. Xuống tới mặt băng keo á. 42. Rồi, đế sổ là 42. À, cây này giao lưu với anh chị giá là 19 triệu bao ship toàn quốc ha. Rồi tiếp tục cây lên cây mã số 9. Cây này là một cây tứ quý. Cây này nó là một thân nhưng mà lên đây đó, lên đây nè, nó chia làm hai nhánh á. Em cắt ngang đây rồi chia cành nó đều hết. Nhìn cái dàn nồi đế đó nè, mặt sệt hết ha. Rồi đo thông số nó luôn anh Tòi. Cho nó em nó là 48. Cái quần eo tại vị trí đó là 48. Chiều cao 136. Chiều cao là 136. Đo tổng cái hoành đế tới cái mặt bao á. Tiếp cũng này rồi coi nha. Khoảng 200. Ha, à, tổng hoành đế khoảng 200. Cái này tổng là đế là 200. Rồi. Đường kính đầu. Đường kính đầu là 84. Kính bầu 84. Anh đo cái từ cái mặt cái đế đó rồi sổ ra nhiêu mà. 42, 41, 41. Rồi, sổ là 41. Rồi, cây này giao lưu với anh chị giá là 15 triệu ha, bao ship 200 km. Cây này lập lắm.
xin kết thúc video tại đây ha. Anh chị nào thích thì giao lưu với em qua số điện thoại là 0918848131. Rồi em tên Hiếu. Rồi chào anh chị. Cái đế nè. Quay vô cái đế. Đế rất là khủng nha. Cây này là xù có bú là lên bú cục cục này. Xa ra đi quay rồi xem mình làm sao. Rồi, hoành eo đo tại đây là 44. Cái bầu đế là 130. Cái đế này là nó còn nơm xuống là cả khoảng một tấc nữa nha. Tại vì chồng giếp đế lại. Tán ngang là 104. Chiều cao là 104 luôn. Cây này là bông 7 tới 9 cánh. Giao lưu với anh chị là giá 22 triệu, bao ship là 200 km. Mấy cây này là phải đi xe tải nha anh chị. Rồi, dạ. Rồi xuống. Tiếp tục giao lưu với anh chị á, cây này là một cây mai vàng ghép vỏ Thủ Đức. Cây này cũng mới ghép được gần 2 năm. Rồi em đo thông số cho anh chị coi ha. Rồi hoành eo đó là 55. Đường kính của nó là gì, tán ngang nó là 115. Chiều cao là 95. Em đo cái hoành đế cho chị coi ha. Cây này đế nhìn rất là quái. Rồi cái đường kính cái gì hoành đế của nó là 129, 130 đi. Quay vô đây cho anh chị coi cái đế ha. Rồi cây nó có đây nè. À, cái mấy vị trí mặt cắt nè, một nè, hai nè, cái này là ba, nhưng mà nó đang kéo nhựa hết trơn ha. Cái này giao lưu với anh chị là giá là 12 triệu, bao ship là 200 km.
tiếp tục giao lưu với anh chị là một cây mai vàng dáng bay, ghép giảo đột biến, bông bự, bông từ 12 cho tới 16 cánh. Cây này bao anh chị nút nụ ha, bông bự và bông thơm luôn. Quen trọng cho anh chị coi chứ ha. Rồi, đợi em đo thông số ha. Cái đường kính tại đây là cái gì? Cái hoành thân tại đây là 30. Cây bay khoảng 170. Cao 110. Tán ngang 120. Cây này thì giao lưu với anh chị giá là 9 triệu, bao ship 200 km. Một cây mai vàng ghép khúc thọ hương, cây ghép cũng hai mùa. Kính đàn ha anh chị. Rồi bắt đầu em đo ha. Cái hoành eo nè. Hoành eo đo tại đây là 32. Rồi cái đế sổ xuống nè là 34. Tán ngang 150. Chiều cao khoảng 160. Đế này nhìn quái ha, kiểu như hay giống như hai cái chân đó. Như ta đứng nè, hai cái đùi nè. Đi cái đường lên nè, nhìn bên ngoài nó duyên đẹp lắm. Cây này giao lưu với anh chị giá là 12 triệu, bao ship 200 km luôn. Mấy cây này là phải đi xe tải mà, không có gỡ bưu điện được.